Thầy chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái đề của vòng sơ loại một cấp tỉnh đối với lớp 9 kỳ thi đấu trường toán học của năm 2022 các bạn nhé. Đề tỉnh nào cũng như nhau thôi, cái ngân hàng đề của FPT nó cũng một cái ngân hàng đó thôi. Các bạn cứ yên tâm nắm cái dạng bài và cách suy nghĩ để giải quyết đối với từng dạng bài, còn tỉnh nào nó cũng vậy à. Cuối cùng là cũng gặp nhau ở vòng gala chung kết thôi, đúng không? Rồi, câu số 1 các em hãy chọn đáp án đúng. Đáp án đúng thì các em cố gắng suy nghĩ thật là nhanh nhé. Ở thằng A thì chúng ta gộp hai căn lại thành một căn thôi, nó sẽ thành 1/9 và bằng 1/3 nhé. Tương tự cái thằng B cũng vậy, ta gộp lại thành 27/3 thì nó thành căn chính. Căn chính thì nó thành 3. Đó. Một bên ra 1/3, một bên ra 3. Thì cái phe A là thua rồi nhỉ. Câu số 2. Cho đồ thị hàm số y bằng 45 trừ đó. Biết rằng đường thẳng trên tạo với trục OX một góc nhọn. Thì cái này thì không phải ai cũng biết đâu các bạn ạ. Các bạn ở trên mặt phẳng tọa độ á, một cái đường thẳng tức là đồ thị của hàm số bậc nhất các em ạ, y bằng ax cộng b á, thì nó sẽ tạo với trục hoành, tạo với chiều dương của trục hoành á một cái góc alpha. Thì cái góc alpha nó có sự liên quan chặt chẽ với lại hệ số a này nè. Đó, cụ thể là nếu a mà dương nhé thì góc alpha sẽ nhọn các bạn ạ, còn nếu a mà âm thì góc alpha sẽ tù đó. Và nếu a càng lớn á, thì cái góc đó nó sẽ càng lớn các bạn ạ, nhưng mà nó đảm bảo là a dương thì alpha nhọn, a âm thì alpha tù. Những cái kiến thức mà thầy vừa nói ở đây nó không có đủ thời gian để thầy giảng chi tiết đó. Thì nếu thích các em có thể tham gia các cái khóa học ở trên trang web của thầy là buinguyenluận.com các bạn nhé. Đó. Còn bây giờ thầy giảng nhanh thôi chứ mình không đủ thời gian đâu. Rồi, áp dụng cái lý thuyết vừa rồi thì các bạn thấy hệ số a của cái đường thẳng mà chúng ta đang làm việc nè là 45 trừ cho 5m đúng không? Và hệ số a đó nó phải âm. Nó phải âm các em. À xin lỗi, nó dương chứ. Nó dương chứ. Để góc tạo bởi đường thẳng với trục OX là góc nhọn, đúng không? Rồi ta giải cái bức phương trình đó thì ta ra là trừ 5m sẽ lớn hơn trừ 45. Rồi chia hai vế cho âm 5 đảo chiều, nó ra là m nhỏ hơn 9 các bạn nhé. Đó. Câu số 3. Câu số 3 cho hai cặp số đó để coi số nào lớn số nào bé, thì ta dùng phép đưa thừa số vào trong căn thôi nhé. 2 căn 7 nè, thì ta đẩy số 2 vào trong thì nó thành là 2 bình nhân 7 thì bằng căn của 28, mà căn 28 thì phải lớn hơn căn của 27 chứ làm sao. Như vậy là số thứ nhất lớn hơn số thứ nhì các bạn. Thực ra nó có mẹo, ta có thể làm bằng máy tính cũng được, nhưng mà thầy không khuyến khích làm điều này. Nhưng mà trường hợp bị áp lực về mặt thời gian á, các em cứ việc làm 2 căn 7 nha, các em đem các em trừ cho căn 27, nếu kết quả ra không thì số bị trừ với số trừ bằng nhau, nếu kết quả ra dương thì số bị trừ lớn hơn số trừ, nếu kết quả ra âm thì số bị trừ sẽ bé hơn số trừ. Rồi ta ứng bằng rồi đổi ra số thập phân, nó ra kết quả dương, cái có nghĩa là 2 căn 7 lớn hơn căn 27 nhé. Đó là mẹo cái. Và trong khóa học của thầy trên trang web buồnluận.com á, thì thầy sẽ có hướng dẫn rất là nhiều những cái mẹo như vậy để ta tiết kiệm về mặt thời gian. Về kiến thức thì thầy vẫn giảng các em hiểu đầy đủ chứ không có phải áy náy gì các bạn nhé. Và lên cấp 3 chúng ta thi đại học thi toán rồi cũng phải trắc nghiệm thôi mà. Là không thể nào không biết máy tính bỏ túi được. Câu số 4 cho đường tròn và đường thẳng. Đấy. Như vậy là chúng ta vẽ nhanh một đường tròn đi.
Vẽ nhanh một đường tròn. Sau đó chúng ta vẽ một đường đường thẳng. Đường thẳng đó cắt đường tròn tại hai điểm A và N với em. Đường thẳng A nè, tâm của đường tròn nè, khoảng cách từ tâm của đường tròn C đến đến AN, như vậy ta kẻ đường vuông góc tới nha. Thì cái này thì các em chắc cũng gặp nhiều ở trên lớp à. Liên hệ đường kính và dây thôi. OH là một phần của đường kính, xem như là đường kính luôn, sẽ vuông góc với dây, thì nó sẽ chia dây ấy thành hai phần bằng nhau thôi. Khoảng cách đó người ta cho rồi 12 các em. Còn bán kính của đường tròn là bằng 20. Như vậy thầy nối một cái bán kính, các em nối OA cũng được, mà nối OM cũng được, ON cũng được. Bán kính là 20. Rồi ta dùng định lý Pythagore thôi. Các bạn dùng lý Pythagore trong tam giác này nè. Các bạn sẽ tính được AH nhé. Các bạn sẽ tính được AH ha. AH bình đó sẽ bằng 20 bình là cạnh huyền bình trừ cho 12 bình. Như vậy nó bằng 400 trừ cho 144 là bằng 256. Từ đây AH sẽ bằng căn của 256 là bằng 16 các bạn ạ. Và khi AH bằng 16 thì các em sẽ tính ra AN thôi, là gấp đôi ha, là bằng 32. Vậy các bạn nhé, AN sẽ bằng 32 cm. Cố gắng làm bài nhanh nhanh xíu ha. Câu số 5. Câu số 5, hãy điền số thích hợp. Như vậy ta giải cái phương trình đó thôi. Nó sẽ ra cái gì? Căn của 16 nhân x trừ 3 bình phương trong căn thì bằng, chuyển vế đổi dấu là 12. Rồi cái bình hai vế lên, bên này bình lên thì nó mất căn, còn bên này bình lên thì ra 144 nha. Hay làm tắt luôn, 144. Như vậy tới đây chúng ta có là x trừ 3 tất cả bình sẽ bằng 144 chia cho 16. 144 mà chia 16 thì các em thử chia vào. 144 chia 16 ha. Sẽ đỡ đầu đầu mệt quá. Bằng 9 các bạn. Bằng 9. Và từ đây mình sinh ra hai bài toán con. X trừ 3 bằng bao nhiêu? Để khi bình phương lên thì bằng 9. Thì có hai đáp án, 3 và trừ 3. Như vậy cuối cùng các bạn sẽ có là x bằng 6. Hoặc là vòng sơ loạn. Rồi nó bị lỗi, nó bị lỗi chút xíu các bạn nhé. Rồi thầy trở lại. X trừ 3 bằng trừ 3 thì x sẽ bằng 0. Như vậy là có hai đáp án. Phương trình này sẽ có hai nghiệm các bạn nhé. Mình thử lại đều đúng hết à. Các em lấy số 0 các em đưa vô là nó cũng đúng không? Mà các em lấy số 6 đưa vô nó cũng đúng. Ta có thể thử lại thử. Thử lại nè. Căn của 16 mở ngoặc alpha x trừ 3 đóng ngoặc bình. Đó. Nhảy ra ngoài căn, ta ứng trừ cho 12. Rồi ta ứng bằng ứng can. Đó, tại sao thầy làm như vậy thì trong các cái khóa học ở trên mạng thầy sẽ hướng dẫn hết. Nếu các em muốn biết nhiều hơn về các cái mẹo này thì các em đăng ký nha, ở trên trang web của thầy. Ứng can, nó hỏi x bằng bao nhiêu ông chủ, mình nhập x bằng 6 thì ứng bằng, nó ra 0 nè, thấy chưa. Ứng can tiếp, ta nhập x bằng 0 thì nó cũng ra 0, đã đúng bằng vế phải. Có nghĩa là hai cái x ta vừa nhập là nghiệm nghiệm của cái phương trình đó. Đó. Còn cái này nếu lười các em cứ ứng máy tính cũng được các bạn nhé. Ứng hẳn máy tính luôn nếu lười nhức đầu đúng không. Đó, phân số 63 chia cho 19 chẳng hạn, chia cho 16. Còn nếu em là nhẩm được tốt thì quá tuyệt rồi. Đó. Cộng cho căn của 28 trên 16 và tiếp tục và trừ cho căn của hỗn số là shift phân ra hỗn nha, 21 ở trên là 7 ở dưới là 16, vô thi thì bấm rẹt rẹt cho thầy đó. Nó ra trừ căn 7 trên 2. Như vậy đó chính là đáp án thứ
thứ ba các bạn nhé. Ông bà này làm đúng nghĩa thì làm tự luận á, thì ta dùng các cái phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài căn vậy thôi. Câu số 7. Đường thẳng tạo với trục hoành góc tù thì hệ số a của đường của công thức này nè, nó phải là số âm các bạn nhé. Như vậy là a trừ 5 phải âm. Vậy ta có là a nhỏ hơn 5. À, theo dõi khóa học của thầy để hiểu rõ hơn những cái kiến thức đó. À, hiện tại là cái việc góc tạo bởi một đường thẳng y bằng s cộng b với trục os á, thì có nhiều cái trường đã giảm tải rồi, không có dạy rồi, một số học sinh không có biết đâu nhé. Mà lại lúc thi người ta lại ra nó mới đau chứ. Câu số 8, đưa số ra ngoài căn, trời ơi, cái này hỏi nít các bạn. À, 4 nhân 3 đẩy 4 ra ngoài thành 2 căn 3 các bạn nhé. Câu số 9. Cho đường tròn tâm O và hai điểm CD. Đó. À, cho đường tròn tâm O và hai điểm nằm trên đường tròn C và D. Hỏi có bao nhiêu các tuyến đi qua? Trời ơi, thì có một thôi, làm sao mà có hai được, đúng không? Các tuyến là đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm các bạn, và qua hai điểm thì chỉ xác định được duy nhất một đường thẳng thôi nha. Tiếp tục, hãy chọn đáp án đúng. Căn 49x bằng 7. À, bạn Mai giải được x bằng căn 7 thì thế vô là thấy bạn Mai sai lè lè rồi, đúng không? À, bình phương hai vế 4x sẽ bằng 7. Vậy x sẽ bằng 7 chia 49, tức là 7 phần 49 là x sẽ bằng 1/7 các bạn. Sai rồi, Mai giải sai rồi. Câu số 16, xin lỗi, câu số 11. Rồi, gộp lại a nó sẽ bằng căn của 48 chia 3 là căn 16 thì nó bằng 4 luôn. Còn B thì bằng căn của 1/16 là bằng 1/4 các bạn nhé. Như vậy A sẽ lớn hơn B. Hỏi dễ vậy trời. Câu số 12. Rồi, cho hai đường thẳng y bằng 6x cộng 2 và y bằng cái đó. Hai đường thẳng trên tạo với trục OX các góc bằng nhau. Đó. Như vậy là hai đường thẳng này phải song song với nhau các bạn nhé. Cái kiến thức này một số em mà ở các cái trường học mà bị giảm tải á thì lại nhiều lúc không nắm. Đó. Giờ ta có hai đường thẳng mà cùng tạo với trục OX cái góc như nhau thì hai đường thẳng đó phải song song với nhau chứ, thì hai góc đồng vị hơn nhau mà. Như vậy là hai hệ số A phải bằng nhau các bạn nhé. 6 sẽ bằng 4 trừ M, chưa kể là hai hệ số B, tức là hai cái tung độ gốc á, nó phải khác nhau nữa. Mà cái đó ở đây tự nhiên nó khác nhau rồi, dương 2 với lại âm 5 tự nhiên khác nhau rồi. Như vậy mình chỉ chăm chút cho cái này thôi. Vậy cuối cùng M sẽ bằng trừ 2 các bạn nhé. M sẽ bằng trừ 2 các bạn. Câu số 13. Các bạn nhớ là hai đường thẳng song song thì A bằng A phẩy, B khác B phẩy nhé. Cắt nhau thì A nó khác A phẩy, trùng nhau thì A bằng A, A phẩy B bằng B phẩy luôn. Cái đó kiến thức cơ bản rồi. Đưa thừa số ra ngoài căn thì căn 18 thì nó sẽ bằng là căn 9 nhân 2, đẩy 9 ra ngoài thành 3 các bạn nhé. Ta chọn đáp án là 3 căn 2. Câu số 14. Bạn hãy điền dấu bé lớn bằng đó. Ta vẽ nháp trước đi. Cho đường tròn tâm O. Đường tròn tâm O. Rồi. Đường thẳng B. Đấy, đại đường thẳng B. Đường tròn tâm O. Điều kiện để đường thẳng B có hai điểm chung với đường tròn, tức là cắt á. Như vậy là khoảng cách từ tâm đến đến đường thẳng đó nó phải ngắn hơn bán kính các bạn. Đó thì nó cắt thôi. Còn bằng thì nó tiếp xúc, lớn hơn thì nó không giao nhau. Chuyện này kiến thức cơ bản rồi nhá. D nhỏ hơn 4 cm. Trời dễ quá trời. Câu 15. Thì giải bình phương hai vế lên, ta có 25x sẽ bằng 400 thôi. Vậy x sẽ bằng 400 mình chia cho 25 các bạn nhé.
bấm đi, nếu mà lười thì bấm 400 chia 25 thôi, nó ra 16 nhá. Rồi ok, câu số 16, lười bấm máy luôn, còn không thì làm nhanh. Căn 9 phần 25 là một cái số rất đẹp, bằng 3 phần 5. Bên kia là 36, đổi hỗn ra phân thì ra 36 phần 25, tức là 6 phần 5. Nhân nghịch đảo là 3 phần 6, tức là 1 phần 2 các bạn. Câu số 17, phương trình đường thẳng D song song với D phẩy, D song song với D phẩy này, D cho nha. Đó, mà D phẩy là có hệ số góc bằng phương trình của đường thẳng D thì chắc chắn nó cũng có dạng là y bằng ax cộng b thôi nhé. Mà nó song song với D phẩy ha. Mà D phẩy người ta cho hệ số góc bằng 7 nè. Như vậy a của D cũng bằng 7 luôn. Đó. Rồi không có đi qua góc tọa độ thì cái b này sẽ khác không, cái b nó khác không. Như vậy trong bốn cái đáp án này thì chỉ có đáp án ở câu câu A thôi là đúng thôi. Còn đường thẳng mà có công thức là y bằng ax giống như công thức thứ nhì, thứ ba và thứ tư đó, là nó sẽ đi đi qua góc tọa độ các bạn nhé. Đường thẳng nó vẽ ra đi qua góc tọa độ. Ủa sao cái đề kỳ vậy ta? À, cái đề không kỳ là do thầy đọc không có kỹ thôi các bạn. Thầy đọc đề không kỹ thôi, xin lỗi các em nhé. Ở đây là các bạn để ý là đường thẳng D đi qua góc tọa độ. Như vậy phương trình của D á chắc chắn là công thức có kiểu là y bằng a nhân x nè. Đấy. Nha. Xin lỗi các em, thầy đọc đề không kỹ các bạn ha. Đó. Như vậy nó không có cái đuôi B kèm theo đâu. Rồi nó lại song song với D phẩy, mà D phẩy có hệ số góc bằng 7. Như vậy là A này sẽ bằng 7. Như vậy chính xác là công thức của D là cái công thức cuối á, y bằng 7x. Oh, cực kỳ sorry các em nhé. Rồi rồi, sorry các em. Câu số 18. Hai căn 6 là bằng căn của 2 bình nhân 6 là bằng căn 24. Căn 24 thì phải lớn hơn căn 23 rồi. Như vậy là ta chọn đáp án B ha. Câu 19. Cho đường thẳng C và một điểm B. À, thầy vẽ đường thẳng C nè. Đường thẳng C và một điểm B cách 4 cm. 4 cm. Vẽ đại đi. Rồi, vẽ một đường tròn tâm B có bán kính R. Và như vậy vẽ đại thì thầy vẽ không nháp nhá. Thầy vẽ nháp. Vẽ nháp thôi. Đó, tâm B bán kính R. Bây giờ tùy thuộc vào sự lớn bé giữa R với lại 4 cm này mà mình sẽ có cái vị trí tương đối giữa đường thẳng với lại đường tròn tâm B các bạn. Người ta đòi gì? Người ta đòi là các tuyến. Như vậy là cái khoảng cách 4 phải nhỏ hơn bán kính các bạn nhé. 4 phải nhỏ hơn R. Hay là R sẽ lớn hơn. R sẽ lớn hơn 4. Vậy các bạn coi lại vị trí tương đối của hai đường của đường thẳng với đường tròn. Câu số 20. Gọi A là nghiệm, thì ta giải bình thường để tìm A. Gọi A là đây là x nữa hả? Rối quá, đọc cái đề không, nhiều lúc không cần thiết. Tóm lại là từ cái đề đó ta suy ra là căn 4x trừ 5 thì nó sẽ bằng chuyển vế đổi dấu là bằng 4, bình phương hai vế 4x trừ 5 sẽ bằng 10, 16. Như vậy x trừ 5 sẽ bằng bằng 4 nha. Vậy x sẽ bằng 9. Như vậy đây chính là A nè nhé, nghiệm là bằng 9, tức là A đó. Vậy số đối của 9 sẽ là trừ trừ 9. Đừng có lớp tớp nhập 9 vô là hủy hết cái công công lao của mình đó. Bài cuối thì các em lười quá, các em ấn máy luôn. Thầy khuyên các em ấn máy luôn cho nó đỡ mệt cho rồi ha. 14,4 nhân cho 6,4 là tất cả phần 1,69. Còn làm theo kiểu tự luận thì trên lớp và thầy cô hướng dẫn bài này nhiều rồi đúng không? 96 phần 13 các bạn nhé. 96 phần 13. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ qua câu 22.
22. Cho phương trình đó giải thì bình phương hai vế lên nó mất căn thôi. 9x sẽ bằng 3. Như vậy x sẽ bằng 3 phần 9, tức là x bằng 1 phần 3. Bạn An lại giải sai rồi. Hả? Câu 23. Trời, mấy con này làm không có hứng gì hết các em. Rồi, lâu lâu làm tự luận bữa. Như vậy ở tử là căn 20, ở mẫu là căn 9 thành 3. Bên này là căn 5 phần 3. Bên kia là đổi hỗn ra phân các em. 9 phần 8 72. 72 với 8 là 80. Như vậy là căn 80 trên 3. Rồi cộng tử dưới mẫu. Tử là căn 20 là đổi thành 2 căn 5. Đưa số ra ngoài căn thôi, căn 5. Căn 80 là 16 nhân 5 đẩy ra ngoài là 4 căn 5 các em. Rồi ba cái căn thức đồng dạng. 2 kẹo trừ cộng 1 kẹo là 3 kẹo, 3 kẹo trừ 4 kẹo là bằng trừ 1 kẹo, trừ căn 5 trên 3. Đáp án là đáp án thứ tư mới là đúng. À. Câu số 24. Đường thẳng D thì chắc chắn phương trình của nó có dạng là y bằng ax cộng b các em. Đó. Rồi người ta nói cái gì? Đường thẳng nó tạo với trục OX một góc bằng 45. Như vậy là hệ số A này nè. Hệ số A nó sẽ bằng tan của 45 độ. Ồ, cái này kiến thức này nhiều bạn không có biết đâu, thầy nói thật luôn á. Hả? À, nếu bạn nào chưa biết thì có thể tham gia các cái khóa học của thầy nha. Ở trên lớp thì một số lớp, một số trường đã bỏ cái kiến thức này rồi. Mà đây là một kiến thức rất hay. Thầy nghiên cứu các cái giáo trình của toán của nước ngoài, ta vẫn dạy cái đó. Mà mình thì mình bỏ mất rồi. Đây, thầy nhắc sơ sơ. Cho đường thẳng D có công thức là y bằng ax cộng b ha. Thì nó sẽ tạo với lại trục OX một cái góc là alpha các bạn. Thì góc alpha đó là A dương. Thì góc alpha đó sẽ nhọn nha. Đồng thời là khi mà A dương mà alpha nhọn á, thì hệ số A nó bằng đó, tan của góc alpha đó nó bằng A luôn các bạn nhé. Và tan của góc alpha đó là bằng A luôn. Còn trường hợp A âm nè, A âm thì góc alpha sẽ là góc tù. Và lúc đó tan của cái góc kề bù với góc alpha, tức là tan của 180 độ trừ alpha, thì alpha tù thì 180 độ trừ alpha sẽ là góc nhọn, thì nó sẽ có tan. Tan của góc đó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A các bạn. Cái hai kiến thức này thì đúng là một số em không biết thật. Rồi, ở cái bài này thì góc này là góc nhọn đúng không? Như vậy là hệ số A của nó sẽ bằng là số dương và bằng tan của 45 luôn kìa. Mà tan 45 thì các em nhớ rồi đúng không? Nó bằng 1. Tan 45 nó bằng 1. Rồi, như vậy lúc đó là phương trình của đường thẳng D nó thay đổi một chút. Nó sẽ thành y bằng a nhân x, tức là 1 nhân x là thành x luôn, rồi cộng cho b thôi. Rồi, bây giờ các bạn lại thấy là đường thẳng D nó đi qua điểm B, tức là B thuộc D đó. B thuộc D thì sao? Thì y của điểm B sẽ bằng x của điểm B cộng cho hệ số B. Nó thỏa mãn công thức mà. Điểm thuộc đường thẳng thì tọa độ của điểm phải thỏa mãn công thức của đường thẳng. IB là tung của độ điểm B là bằng 6, hoành độ thì bằng âm 4 cộng B. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có B bằng 10 các em. Cuối cùng là công thức là y sẽ bằng x cộng 10 các bạn nhé. Đấy, giải tự luận đúng tự luận luôn đó. Còn có những cái mẹo giải nhanh hơn nhiều, thì nếu cần các em tham gia các khóa học của thầy, thầy sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ là mình giải theo kiểu toán nguyên chất luôn cho nó đỡ áy náy. Câu số 25. Đưa thừa số vào trong căn. Thì cái thừa số đẩy vào trong căn thì nó được thêm bình phương thôi các bạn nhé. 7x mà nhảy vô trong căn thì nó được bình phương lên rồi nhân với cái 2y đợi sẵn ở phía trong. Cuối cùng nó sẽ bằng 98 x bình y các bạn ạ. Đó. Thì cái biểu thức trong căn là 98 x bình y. Người ta hỏi biểu thức A, mà biểu thức A là cái biểu thức nằm phía trong dấu căn đó, nhá. Như vậy nó là 98 x bình y các bạn.
Đấy. Coi chừng nhầm với mấy người khác nha. Câu 26. Chọn tất cả các đáp án mà em cho là đúng. À, bây giờ người ta cho cái đề là gì? Cho một tam giác vuông. Các bạn, cho một tam giác vuông thầy vẽ đại thôi. Cho một tam giác vuông ha. Tam giác vuông này có tên là MNP. À, MNP, vuông tại P. PM thì bằng 6. PN thì bằng 6 căn căn 3. Như vậy ta dùng Pythagore tính luôn PM đi kìa. À xin lỗi, tính luôn MN đi. MN sẽ bằng căn của 6 bình cộng cho 6 căn 3 tất cả bình. Lấy hai cạnh của vuông bình lên cộng lại rồi lấy căn thôi nhé. Rồi tao bấm thử. Căn của 6 bình cộng cho mở ngoặc 6 căn 3 nhảy ra ngoài căn bình lên. Đó bằng 12 các bạn, rất là đẹp, rất là đẹp. Đó là 12. Rồi, vẽ đường tròn tâm P bán kính PM ha. Tâm P lấy P làm tâm. Rồi lấy PM làm bán kính. Giờ thầy lôi cái hình nó xuống đây một xíu, hình nó nằm ở trên cao quá. Thầy lôi nó xuống một xíu đã, để thầy vẽ cho dễ nhé. Bây giờ các em muốn biết vị trí tương đối của thằng P, à, của đường tròn với lại MN, thì mình vẽ cái đường khoảng cách, vẽ khoảng cách xuống, rồi coi so sánh khoảng cách đó với lại bán kính của đường tròn nha. Dùng hệ thức lượng các em. PH thì sẽ bằng 6 nhân 6 căn 3 chia cho 10, 12 thì nó sẽ bằng 3 căn 3 các bạn ạ. 3 căn 3 nó cỡ xấp xỉ 5 phẩy mấy á, 5,2 hay sao. Hệ thức lượng các em biết rồi đúng không? Tích hai cạnh góc vuông thì sẽ bằng tích của cạnh huyền với đường cao mà. Rồi 5,2 là khoảng cách từ tâm đường tròn tới đường thẳng mà nó lại nhỏ hơn bán kính. Như vậy là đường thẳng sẽ cắt đường tròn tại hai điểm, như vậy là MN sẽ là các tuyến của đường tròn đó là đúng rồi. Mà đáp án đó đúng thì đáp án bên cạnh là không có chọn. Tiếp tục. Góc PMN, người ta đang nói góc này nè. PMN. Rồi để tính góc đó thì các em tính sin hoặc cos hoặc tan của nó. Thầy chọn tính cos của nó. Cos của góc PMN nha. Thì bằng cạnh kề chia cạnh huyền, 6 chia 12 là bằng 1 phần 2 kia. Cos của góc nào bằng 1 phần 2? Thì nếu các em thuộc cái bảng lượng giác rồi thì em, còn không thì ấn máy tính, ta ấn shift cos mũ trừ 1 của 1 phần 2 nhé. Và nó sẽ bằng 60 độ với em. Như vậy đáp án cuối cũng là một đáp án đúng các bạn. Hai đáp án lận nha. Đó, hết rồi. Câu số 27. Ồ, câu 27 nó lại liên quan tới cái kiến thức mà nhiều trường họ bỏ rồi kìa. Khổ thân các em. Làm sao làm được? Cũng không trách các thầy cô ở trường được. Bỏ thì không có dạy nhé. Rồi các em để ý hai hệ số góc, hai hệ số A đều âm hết. Như vậy là chúng ta sẽ có là góc alpha và góc beta đều là góc tù các em ạ. Đó. Và khi mà tù hay nhọn thì không quan trọng. Cái hệ số A càng lớn thì cái góc đó nó sẽ càng lớn các bạn. Thì mình để ý là trừ 3 nó là số lớn hơn trừ trừ 7 nha. Thì là hai góc đó là tù và góc alpha sẽ lớn hơn góc beta. Như vậy alpha lớn hơn beta và hai góc đó đều lớn hơn 90 độ các bạn nhé. Đấy. Như vậy ta sẽ chọn đáp án là đáp án đầu tiên luôn kìa. Đấy. Rồi, các bạn có thể tham khảo thêm cái hình vẽ đồ thị của hai đường thẳng như sau. Y bằng trừ 3x cộng 5. À. Đó, đó cái góc nó tạo với trục hành rõ ràng là góc tù kìa. Đúng không? Các em nhìn cái góc này. Góc tù này.
Rồi ta vẽ đường thẳng thứ hai, đồ thị đường thẳng thứ hai, y bằng trừ 7x trừ cho 2. Đó, thì góc nó chỗ này. Như vậy là góc alpha sẽ lớn hơn beta. Đó. Góc hồi nãy, góc đầu tiên vẽ này. Alpha lớn hơn beta và lớn hơn 90 độ các bạn nhé. Như vậy như thầy chọn đáp án bị sai rồi. Ở ngoài đây là thầy ghi đúng nè, đúng không? Nhưng mà vô đây thầy chọn là chọn sai mất. Thầy chọn cái này thì alpha nó nhỏ hơn beta mất rồi. Nhìn kỹ lại thì thầy mới phát hiện. Đây đây các bạn, đây alpha lớn hơn beta nè và lớn hơn 90 độ. May quá, may mà thầy thử bằng cái phần mềm này lại thầy mới phát hiện ra các bạn nhé. Rồi tiếp tục câu 28. Câu này thôi các em bấm máy cho lẹ cho rồi. 30, 30 nhân mở ngoặc căn của 3/5. Nhiều lúc cái nào ta bấm máy được thì ta cứ bấm đi, cũng đừng có cứng nhắc quá, linh hoạt chút. Bằng 16 căn 15, chọn luôn đáp án thứ nhất. Câu 29. Wow, con này thì máy nào chịu nổi đúng không? Con này bắt buộc phải dùng kiến thức tự luận thôi. Như vậy A nó sẽ bằng gì? Y bình trên X trừ Y các bạn, giữ nguyên. Cái đám trong căn hơi bị nhộn nhịp, ta sẽ đổi thành 3. Nhưng X trừ Y tất cả bình đó, ở dưới mẫu là X bình Y mũ, mũ 4. Rồi ta dùng cái phép đưa số ra ngoài căn nè. Y bình trên X trừ Y thì cứ giữ đó. X trừ Y tất cả bình quăng ra ngoài căn thì nó sẽ thành giá trị tuyệt đối của X trừ Y. Rồi, ở mẫu là x bình ra ngoài thì thành giá trị tuyệt đối của x, y mũ 4 ra ngoài thì thành giá trị tuyệt đối của y bình bình phương. Trong căn chỉ còn vỏn vẹn là số 3 thôi. Đó. Cái này kiến thức cơ bản trên trường các em cũng học rồi. Còn bạn nào muốn ôn lại nhớ rõ hơn đó, thì có thể tham gia các khóa học của thầy nhé. Bùi Nguyên Luận.com các bạn nhé. Đây là Bùi Nguyên Luận.com nhé. Không thừa đâu. Rồi bây giờ ta sẽ phá các cái dấu giá trị tuyệt đối. Người ta cho điều kiện kìa, các em để ý cái điều kiện cho thầy. X thì lớn hơn Y, như vậy lúc X trừ Y sẽ ra số dương. Mà giá trị tuyệt đối của số dương á thì sẽ bằng chính nó các bạn. Như vậy giá trị đối với X trừ Y thì bằng X trừ Y luôn. Căn 3 bên cạnh thì đứng đợi thôi chứ có gì đâu mà làm. Còn X, giá trị tuyệt đối của X thì các bạn để ý, X là số lớn không đúng không? Như vậy giá trị tuyệt đối của x cũng bằng chính nó. Còn y bình thì luôn luôn không âm, mà ở đây người ta cho y lớn không rồi, vậy y bình là càng dương nữa chứ sao? Vậy phá tuyệt đối ra bằng chính nó luôn. Rồi các em rút gọn cái biểu thức đó, x trừ y tiễn x trừ y đi, y bình tiễn y đi là còn một cái y trên tử. Kết quả cuối cùng các bạn sẽ thấy là ở trên tử là còn y với căn 3 thôi. Còn ở mẫu thì chỉ còn x thôi. Rồi giờ các em thay vô thay cái số liệu vô. Y là 3 mũ 40 nhân với căn 3. X là gì? X là 3 mũ 40. Chúng ta làm rối mình lên. Nhân với căn 3 đó. Như vậy kết quả của nó sẽ bằng gì? Sẽ bằng, hình như có vấn đề, các em coi lại một xíu nhé. Coi lại một xíu, bình tĩnh coi lại một xíu. Rồi, thầy bắt được con bò chét rồi, chỗ này mình sai nè. Hồi nãy mình làm mẫu quá, nhanh quá mình sai. Giá trị tuyệt đối của y bình phương là bằng chính nó nhé, tức là bằng y bình phương nhé. Như vậy rút gọn là không còn y nữa luôn, các y triệt tiêu luôn, biểu thức A không phụ thuộc vào biến y. Thì kết quả chỉ còn căn 3 ở trên tử và x xì ở dưới mẫu thôi nhé. Như vậy là kết quả là ở trên tử là căn 3, còn ở dưới mẫu là 3 mũ 40 trên căn 3. Và rút gọn căn 3 thì ta còn 1 trên 3 mũ 40. Như vậy đáp án đúng là 1 phần 3 mũ 40. Ở nhiều lúc làm nhanh quá, ngay cả thầy cũng nhầm, đừng nói các em. Chuyện đó là chuyện rất bình thường, nên cứ bình tĩnh các bạn nhé.
Tiếp tục vẽ hình đi các bạn. Rồi thầy có cái hình đơn giản vậy các em. KB bằng KC bằng A ha. Đó. Thôi cái A đó hồi nhắc lại xong. Từ K chúng ta kẻ một các tuyến cắt đường tròn tâm Y á, là đường tròn đó đó, tại tại E. Thì tự khắc góc KCB nó sẽ bằng góc KEB thôi, okay. Tự nó sẽ bằng thôi. Cái giả thiết người ta cho đó là thừa. Em biết tại sao nó bằng không? À. Chúng ta học góc nội tiếp rồi đúng không? Góc KEB nó sẽ bằng góc KCB bởi vì là góc nội tiếp cùng chắn cung K KB. Đó, mới học đâu trên lớp học kỳ vừa rồi đó. Rồi. Chưa xong. BC nó cắt EK các bạn. BC cắt EK tại tại D. Đó. Giờ người ta hỏi bốn khẳng định này, khẳng định nào là đúng? Chà, chơi khó mình ha. Bây giờ các em dùng hết giả thiết của đề bài nha. Đề bài cho KB bằng KC, như vậy là góc C nó sẽ bằng góc B. Hai góc đáy tâm nhất cân. Rồi. Giờ thầy xóa cái góc C đi. Như vậy có ba góc bằng nhau đó, góc C bằng góc E bằng góc B. Thầy quên góc C đi. Giờ các bạn nhìn cho thầy tam giác là K KBE nhé, tam giác KBE màu vàng. Đó. Với lại tam giác KBD bự, KBD bự luôn, màu xanh này. Thì hai tam giác đó nó sẽ đồng dạng các bạn. Tam giác KBD, xin lỗi, KEB đồng dạng với lại tam giác KBD, bởi vì có cái góc K trên này là góc chung này, rồi có góc E bên vàng bằng góc B bên xanh, đồng dạng theo trường hợp góc góc thôi. Rồi từ đây chúng ta suy ra tỷ số đồng dạng là KE trên KB sẽ bằng KB trên KD. Rồi các bạn nhân chéo lại thì ta sẽ có là KD nhân KE sẽ bằng KB bình phương. Mà KB thì để cho bằng A rồi, nhưng mà chỗ này bằng A bình phương các bạn nhé. KD nhân KE cuối cùng bằng A bình. Ta chọn đáp án thứ 3. Bài này bài khó nhất cũng đúng thôi. Mà chắc cũng ít ai nhảy được tới câu này. Nhảy được tới câu này thành học sinh trong đội toán rồi các bạn nhé. Rồi, thầy đã giải xong tất cả những câu ở trong cái đề sơ loại cấp tỉnh cho các bạn rồi nhé. Rồi, các em thường xuyên đăng ký và share cái video này đến các bạn khác cho thầy, để thầy có động lực làm tiếp các cái video tiếp theo để cho các em coi nhé. Còn không có động lực thì thôi, ta không làm nữa. Thôi chào tạm biệt các em.